Chào đón bà con. À, lâu lắm mới lên Facebook xem có ai chưa có ai. Thằng đàn có thích vào mặt vào đây không? Trời, trời mưa gió này, đang bão lũ lụt, bà con đang làm gì ấy? Có đi chơi đâu không? Ở nhà online à? Nhiều thế, ui. Đi co mẹ mày thằng Triệu, Thiều, Đình Hải này. Trà My, ok chào em. Mẹ à? Chuyện là như này, với tôi tâm sự với bà con một chút là tại sao tôi bị khóa Facebook lần này lần thứ hai, cũng chỉ vì là lòng yêu nước. Thì tôi có làm một cái clip chửi Trung Quốc thời gian vừa rồi là sự kiện ở Biển Đông, đường lưới bò của bọn Trung Quốc và bị thua kiện. Thế là tôi có làm clip tôi chửi và tôi muốn giải trình là Hoàng Sa Trường Sa thì chắc chắn là của Việt Nam. Thế sau đó tôi bị những con chó số lượng rất đông nó report thì tôi mới bị khóa Facebook. Và report cái gì không nói, report đúng cái video tôi chửi Trung Quốc. Thì gửi những con chó hay report bố mày này, dái bố mày đầy bữa, nếu có thích cắn thì đến nhà bố cắn. Thế là đâm ra cho nên là như này, nếu chúng mày report cái gì cũng được, tao cũng chứ, tao ok. Nhưng report cái video mà tao yêu nước thì chúng mày rất ngu. Chúng mày phải lên nhớ là gì? Chúng mày đang sinh ra và ở sống ở đâu? Sinh ra ở đất nước Việt Nam, sống ở đất nước Việt Nam. Phải biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Phải không bà con? Tôi nói chuẩn không? Toàn hồi. Bạn em, Alexu đi bẻ ảm. Thế đâm ra cho nên là như này à, lòng yêu nước của tôi bị đặt sai. Tại vì đã để ảnh đại diện này Hoàng Sa Trường Sa, ảnh bìa cũng Hoàng Sa Trường Sa. Thế nhưng mà những cái thằng chó xỉu nhi, nó trong bóng tối, mình là bóng sáng, nó đi Z-Bot. Nhưng mà nó rất ngu, gửi những thằng Z-Bot khóa lít tao là nhỉ. Chúng mày được miếng cơm manh áo ấm lo, bố mẹ chúng mày cũng vậy, thì chúng mày phải nhớ là chúng mày đang sinh và sống ở đất nước nào? Đất nước Việt Nam. Người Việt Nam máu đỏ da vàng, phải biết yêu đất nước, yêu Tổ quốc. Tao là một thằng xã hội ăn tục nói phét, nhưng tao biết kiếm miếng cơm nuôi gia đình và luôn luôn phản ánh những cái đặt. Còn gửi những chàng trẻ trâu à, vào bình luận chửi này hay thế nọ thế kia này, nếu có gan cho một cái tên, cho một cái địa chỉ, cho một cái cuộc hẹn, bố mày đây không gấu nhưng bố mày dám tìm và gặp chúng mày những con chó. Ví dụ tao ở Bắc Ninh thì tao có thể ra được Hà Nội, nhưng tao ở Bắc Ninh không mà tao vào Sài Gòn. Tao vào Sài Gòn cái tiền tao đi mua vé máy bay ấy, thả bố mình đi ăn chơi hơn. Phải không mọi người? Lê Anh Tuấn ơi, bạn nói thế sai. Ok, chào Hồ Văn Khoa nhá. Lấy vợ sướng không em? Chào Nga Pendy nhá. Ok, chào em. Tôi thấy trên mạng rất nhiều người sống ảo. Tôi cũng sống ảo, nhưng cái sống ảo tôi thì biết kiếm miếng cơm manh áo nuôi gia đình, đủ ăn, đủ lo, đủ ấm. Không như những con chó sống ảo lên đấy khoe khoang tiền. Mà cái địt con mẹ thằng Huấn Hoa Hồng đấy, bố mày chửi mày đấy. Con chó bố nhắn tin cho ông dám trả lời. Bà con gửi video này tới thằng Huấn Hoa Hồng và chia sẻ luôn cái video này cho nó biết bố thân gửi con chó Huấn Hoa Hồng, cái địt con mẹ mày
số điện thoại 0914465689 đúng không? Bố mày đã ăn cùng mày, chơi cùng mày, bảo vệ cùng mày, cho mày. Nhưng mày quay ra cắn dài bố, thì bố lại nói mày, con chó đi Lào Cai về, kêu 2-3 hôm đi xăm về Lào Cai về, lộ địa điểm đi, bố mày nhắn mấy chục tin nhắn không dám trả lời à? Riêng ai không dám, riêng mày bố dám cắt cổ mày, con chó bố đâu? Tôi gửi bà con này, con chó này lên mạng, hồi đầu tôi rất quý nó là gì, nó làm một clip chửi thằng hot boy trong chục. Nó khoe cái con ven tu màu vàng vàng, bịt con mẹ từ máy gì mày Trung Quốc mua có triệu mấy, tổ sư bố nó. Hay nó đi gặp những thằng này thằng nọ, nó chơi với trong bọn bán sim. Bọn bán sim số đẹp thì chắc chắn nó phải mang nhiều tiền, nó mua một cái số, ví dụ là 097 hay 098, 6 con 9 hay 6 con 8, ví dụ đấy, nó tầm vài tỷ. Thế nó khoe trước mặt, tiền toàn tiền ảo của người khác. Con chó này sinh ra và lớn lên là ở đất Yên Bái, nó phải bán xứ đi nơi khác ở, sống trốn chui trốn lủi như một con chuột cống ở đất Hà Nội. Có dám, tức là một nha, nó ví dụ hôm nay nó đến đây, nó chụp cái ảnh ở đây, nhưng tận 3-4 hôm sau nó mới đang dám đăng lên là nó ở đến đây. Vì con chó này chuyên ăn tụng là phép. Nó khoe là tiền này tiền nọ, rồi nó bảo hôm trước nó làm một cái clip chửi con Quỳnh Anh Thánh Má Cao Su, nếu đủ 200 người mà nói được nó thì nó sẽ cắt cổ. Cái đi con mẹ mày nói không dám làm ấy thì chết con mẹ mày đi. Còn bố mày là Dương Minh Tuyển, bố mày dám nói này, mày quên bá gì, mày nổ cả địa điểm nhà mày, bố hứa bố lên nhà mày, riêng ai cũng nói, riêng con chó hơn không à? Bố mày không gấu nhưng bố mày dám cắt gân mày. Con chó hẹn kêu đi Lào Cai xăm chỗ về sau cho địa điểm đi, mày cho con mẹ mày địa điểm Hà Nội đi, bố mày dám ra bản lính quân tử 1-1. Nếu không dám đánh nhau tay bo, bố mày cho mượn súng. Nếu không dám cầm súng giết người, bố thằng có dao. Còn không dám chém thì đứng để bố chém cho. Còn nếu không dám đánh, bố mày thích đánh nhau tay bo, tao cho mày cao hơn á. Và cái quan trọng là gì, tính cho bà con này nhỉ, con chó này rất sàng. Người ta nói một cái cờ nít hay làm một cái cờ nít vui thì nó phải có hồn, và nói những cờ nít phản ánh xã hội thì nó phải chuẩn, chính xác. Con chó này nó hay đi cắn càm là như này, không biết một thông tin gì, ta cứ lên nói bừa, xong bị người ta nói thì xóa clip đi. Hôm trước nó có mà làm clip chửi tôi, nhưng tôi không thằng chấp, vì tôi đã nhịn. Vì trên điện thoại tôi bảo này, nếu gấu cho một cái địa chỉ, bố mày dám sang, mày sắp chết. Tí bia, lấy 3 cái máy điện thoại kia đây. Kính thưa bà con này, con chó này lên Facebook là rất hay khoe tiền, rồi nó quan hệ những người này người nọ. Là gì? Lừa đảo. Nó lên lừa cả Lào Cai, đi mày à, mày ở Lào Cai, mày dám check in là mày đang ở, mày quay video trực tiếp ở Lào Cai không? Có người cắt gân mày, quê mày Yên Bái, mày bán sới đi Yên Bái, mày dám về Yên Bái không? Bố mày dám lên tận nhà mày, con chó hơn không? Còn kính thưa bà con là đây là tin nhắn nó, tôi nhắn cho nó nhưng nó không dám trả lời tôi. Đi con mẹ ăn chó hơn không? Đây số điện thoại ở đây 01446 và 56789. Đây tin nhắn tôi nhắn cho nó đầu tiên rồi. Bà con đọc rõ này. Đấy, xong con chó là con chó nó trả lời tôi này. Đấy, tôi chỉ nói chốt lại câu này, lộ địa điểm ở đâu, bao giờ gặp, nếu giáp chết không dám đánh nhau, một mình tay hôi với bố thì gọi đông vào, càng đông thì càng chế chúng. À, nó chửi lại tôi, bà con này nhìn này. Thôi tôi nhắn cho nó một bảng tin nhắn dài, nó có dám trả lời tôi đâu. Con chó nó giáp chết câu chốt, bà con này nhìn này, bà con nhìn câu chốt. Thân gửi con chó huấn hồng này, bố mày không gấu nhưng cái loại mày địt con mày à mày, qua mặt bố mày thì bố đánh vào mặt mày. Kính thưa bà con à, nó khoe tiền tỷ này tỷ nọ, máy điện thoại này điện thoại nọ, nhưng tan tiền lừa đảo. Nó lừa cả công an, thằng này rất giỏi, phải công nhận nó khéo. Thế xong hồi trước nó làm mấy cần nhưng nó chửi con Caven phò, đi mẹ nó đi lừa thì bị mấy con Caven nó lừa nạ. Nó cay, cay thì chết con mẹ mày đi. Mà cái quan trọng nó là gì? Ăn không nên đợi, nói không nên lời, tôi thì không giỏi. Ai có điểm yếu? Thì mẹ ăn nói gì lắp ba. Đấy kiểu nói như thế, bà con thấy không? Cái thứ hai là gì? Tiền nó rất nhiều. Đi mẹ mày cái bộ xăng à,
với răng bố con đẹp hơn này. Bịt con mẹ mày răng thò, răng thụt, răng quặp. Người ta bảo quân tử thì lông chân, tiểu nhân thì lông bụng. Bịt con mẹ cái bọn răng quặp đấy không chạy đi được đồng nào đâu, không bao giờ xịt được đồng nào, bà con không nhận đâu. Răng thưa thì nó dễ lọt, răng quặp, răng xịt lọt vào mắt. Video này nhờ bà con gửi tới con chó con hoang này nhỉ. Con chó ơi, bố mày dám nói là lên Facebook gấu thì nổ cái địa điểm, bố dám sang. Mày hẹn Hà Nội gì, bố mày dám sang. Còn nếu bản lĩnh à, bố lên tận Yên Bái nhà mày. Vì mày có dám ở Yên Bái nhà mày không? Về thì anh em xã hội Yên Bái một cắt con mẹ mày gân. Yên Bái mới nào cai với Hà Giang nó cắt gân. Còn bố mới lại nói nhá, ôi thì bố mới không dám tìm mày á, thì ok thì cũng làm được. Mày dám sang nhà bố? Sang chỉ có không có đường về con ạ. Bố chấp nhận bố đi tù, nhưng bố mày dám lên nhà mày, dám lên tất Yên Bái nhà mày. Vì bố mày quan hệ anh em rất chuẩn. Bố mày sống ở đời là sống bố sợ người tốt vì bố. Bố mày không sợ những cái thằng đi mẹ ám ăn tục nói phép lừa đảo như mày. Đi tỉnh nào lừa tỉnh đấy. Về Hải Dương lừa Hải Dương, xuống Hải Phòng lừa Hải Phòng, ra Quảng Ninh lừa Quảng Ninh, lên Lào Cai bố mày giới thiệu cho bà chị làm công an thiếu tá Hoàng Quyên. Địt con mẹ à mày, ông chị ơi em thiếu tiền em phải mua cái sim 5 con 2, chị cho em vay 20. Em cho chị tốt, chị cho vay 10 triệu, 8 tháng nay mày đã trả chưa con chó? Em một cái vụ ở Hà Nội mày bán linh kiện cho thằng ấy 50 triệu. Thế xong đó, bà con ạ, thằng kia nó tin người thì nó bảo thôi anh nổi tiếng em nghĩ anh không dám lừa. Nó chuyển trước cho 50 triệu luôn. Thế con chó nó cầm trốn mất. Thế không nó bắt được nó đánh cho một trận thì giả mới có 20 triệu, 30 triệu thôi. Con chó ạ, đời mày sống địt con mẹ à mày, ai cũng có cái khôn. Sống phải bằng đồng tiền chân chính. Địt con mẹ à mày sống bằng đồng tiền lừa đảo ấy, chẳng qua nó chưa bắt được thôi, chưa gặp phải thằng cùn thôi. Gặp được nó chặt con mẹ à mày tay, tay nào cầm tiền nó chặt. Phải không bà con? Tôi thì cũng không phải tôi gấu hay tôi sáu hay đại ca đại cốc, không có. Tôi cũng chỉ là một thằng quay nợ, thế thôi. Còn xăm chỗ thì ừ thì xăm những con sun lên người là nghệ thuật. Chẳng qua những người xăm của tôi, người ta xăm không đẹp. Ok, đây có bạn bình luận là vậy. Còn nếu các bạn nào thích gấu, những cái thành phần xỉu nhi nhá, không nổi tiếng ở trên Facebook, không hot ấy, không mà để vào tai. Tại vì chửi nó thì để được nổi tiếng cho hot cho nó. Còn con chó huấn hồng này nó đang cũng hot hot mà, thì phải chửi vào mặt nó để cho nó hot hơn thì tẹo nữa. Và cái quan trọng này, có dám lổ đỉa điểm không? Cô dám bắn vỡ sọ mày. Không lấy cho chú mấy viên đạn nữa. Huấn ạ, bố mày không gấu, nhưng bố mày có 10 viên đạn đi con mẹ mày dành cho bằng sọ mày. Nếu mày đi mày à mày không dám ngoanh nhóc tay bo, còn gọi chó đàn ấy, bố mày chỉ 2 viên thôi cho cả lũ chúng mày nằm. À quay gáy đây nào. Chết ạ. Thì con mẹ đời nó chỉ chuyên. Bà con nhìn tôi nhắn cho, tôi chửi như một con chó không dám trả lời này. Nếu thằng nào số đẹp mà nhắn cho tôi ấy, đi mẹ mày là ông trời, bố mày chửi luôn. Bố sợ con cặc, bố mày sợ những thằng nhiều tiền, bố mày sợ những thằng tốt với bố, phải không bà con? Cũng như các bạn thôi, tức nước thì vớ bờ. Con chó ấy tôi nhịn nó nhiều, tôi tôn trọng nó bạn. Tôi thì tính tôi 86, tôi nóng, tôi kém nó 1 tuổi. Nhưng cái địt con mẹ nó còn cho tôi qua háng. Lồn mẹ nó hôm trước nó chửi cả tôi, cả vợ tôi, cả anh em bạn bè tôi đã không thèm chấp. Nhưng con chó này nhịn nó mãi thì nó thích gấu. Đi con mẹ, đúng anh nói thằng Huấn mà, thằng Huấn Hoa Hồng ấy, Bùi Huấn ấy, quê Lào Cai, à quê Yên Bái ấy. Bố mày có 4 viên đạn là con chó này, con chó Huấn à, bố có 4 viên đạn này, gọi đông vào thì bố bắn vớ sọ con ạ. Hiểu không? Bố có 4 viên đạn này con ơi, con nhìn thấy chưa con? Bố mày không gấu, nhưng cái đít con mày à mày, oai thì phải oai chỗ khác. Cái đây. Oai thì oai chỗ khác, bố mày không bao giờ đít con mày à mày oai với những người xấu thật. Còn những cái loại mày ấy rất chết. Zolando là về, xin lỗi bạn, không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng bạn phải lên nhớ này. Nếu ai xúc phạm gia đình nhà bạn,
nếu như ví dụ bạn xúc phạm gia đình tôi đéo với bạn ai, tôi đéo với tôi thèm chấp. Tại vì ở đời thì phải có đúng có sai, có trắng có đen, thế nó mới thành xã hội. Thế đâm ra cái người ưa tôi cũng có, mà người ghét tôi cũng có, đúng không các bạn? Tôi chỉ quan trọng là những người quý tôi, và tôi biết nâng lưu cái tình cảm là những người quý tôi. Còn những ai ghét, tôi đưa xuống đít này, tôi hoành rắm. Không bao đẻ vào đâu, không bao đẻ vào tai, nhưng con chó nó ở ngoài nó cũng đang hót. Thì phải nói về cách ứng xử của con chó này. Con chó này như này nha bà con ạ. Nếu như bố mẹ đẻ ra nó, sẵn sàng sai nó mà ngán cái miếng cơm trên đường nó đi, sẵn sàng nó giết bố mẹ nó. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, nhưng đấy con thì mẹ không dám ăn hổ thịt bố mẹ, thì loại đấy không được. Một ngày là bạn, mai mai là bạn, phải không bà con? Tôi đã coi nó là bạn, nhưng thịt mẹ nó còn cho tôi quà, tôi đã nhịn, nhưng nó xúc phạm gia đình tôi, vợ con tôi. Và tôi có nhắn tin cho nó, tôi gọi đéo xong nghe máy, con chó hay sắp chết đó. Thế nó bảo nó đang ở Lào Cai cách đây tầm 5-6 hôm rồi. Nó kêu 2 hôm nữa nó về Hà Nội thì nó sẽ gặp tôi. Nhưng mà đến hôm nay 5-6 hôm mà không thấy nó về bà con ạ. Con chó ấy chỉ móm. Thịt móm ấy, địt mẹ thịt móm lợn nhà bố mày xẻo cho khách nó ăn. Còn ngoại thịt móm mày mồm thì thối, răng thì quặp, địt con mẹ ăn ố vàng, đâu ăn răng. Địt con mẹ ăn nhìn mặt đâu nổi, xong bẩn thế. Đi chơi, địt con mẹ à mày la liếm hết chỗ này lọ nhưng không dám quay trực tiếp này, quay trực tiếp là bố mới đang ở Lào Cai này, bố đang ở Yên Bái này, bố đang ở nhà này. Hả? Ở nhà vài hôm mà xem có thằng nào đến không. Còn nói chỗ lại là bà con gửi tôi cái video này tới con chó nó không? Cho một cái địa chỉ ở Hà Nội đi bố mày ra, hay cho một cái địa chỉ nhà mày đi bố mày lên gọi đông vào, bố mày cho ăn mấy viên kẹo. Bà con ạ. Con chó này nhá, để bóc phốt tiếp vào như này. Nó với thằng hot boy chủ gọi điện cho nhau. Thế bảo là bây giờ anh, trước anh làm clip cái quả mà cắt tay mày tặng con Ventu 500 triệu. Thế bây giờ mày làm clip mày chửi lại anh đi, rồi anh lại chửi mày để cho tăng cái độ hot. Lên Facebook là phải đánh hoắn hoa, lên Facebook phải đánh hot boy chủ để xem hai thằng này đấu đá đâu. Chỉ đấu đá móm. Thằng hot boy chăm chủ thì tôi không bao đưa vào đầu nó, vì đằng sau nó giật dây là thằng Nguyễn Tuấn Hưng. Làm tên thật nó là Nguyễn Tuấn Hưng, nhưng nó Facebook là Kim Bảng, chứ không phải anh ca sĩ Nguyễn Tuấn Hưng đâu nhá bà con nhá. Tôi chưa gặp nó, gặp đi mẹo ánh cho mấy phần mà. Còn con chó huấn hoa hồng này, nó thích hot ở trên Facebook làm gì? Đi lừa đảo, vì nó chưa vợ, nó lừa những cô gái trẻ, nó lừa rất nhiều người mà. Thì tôi chơi nó tâm sự thôi, nhưng chẳng qua tin nhắn tôi nhạy cảm, tôi hay xóa đi để tránh tình trạng vợ đọc hiểu lầm. Anh cũng Azua tổng. Người biết xứ gì hạnh phúc là vậy. Và cái quan trọng là anh ạ. Đi mẹ nó nổi tiếng là gì? Để nó đi các tỉnh nó lừa đảo, lên quanh vay tiền. Hẹn vài ngày giả. Với như tôi, bây giờ tôi đi đâu tôi chả vay được. Tôi đi đâu tôi chả có tiền. Nhưng mà tôi này ai dám bảo tôi lừa đảo? Cửa hàng có. Con lại có. Nhưng mà ở đời này, còn đôi bàn tay, còn đôi bàn chân, còn mắt, chả một ngựa tay xin một con thằng cặc đâu cả. Tự mà đi làm, tự mà kiếm sống. Còn con chó ai sinh ra một ngày lừa đảo thì kiểu đéo, chặt chặt tay. Hôm nọ bị bọn nó đánh là vì cái tội đi mẹ mới thích đầu gấu, nhưng chẳng qua là gì, chó đàn. Đi con mẹ mày mấy chục thằng đánh ba thằng, giáp lắm. Kính thưa bà con này, tôi không vào gấu, nhưng địt mẹ tôi thích đánh nhau với chó đàn. Một mình tôi thích đánh nhau với chó đàn. Hôm trước có mấy con chó, có 28 con chó ở Bắc Giang nhà tôi. Tôi đuổi chạy những con chó. Tất cả những thằng nào mà thích đến nhà tôi, 6-3 hồng một lần, dám khẳng định đến thì địt mẹ chỉ có chạy. Lùa như một con đàn chó, như một đàn lợn. Ấy nó bị sỏng. Lùa chạy nó mới con một ngả. Đấy. Đúng không bà con? Dao kiếm gấu thế thì mẹ mày lùa như một đàn chó chạy, lùa như một đàn lợn hay một đàn vịt chạy ngao. Câu chốt cuối cùng là gì?
gửi Huấn Hoàng bạn ạ. Cái đít lôn mẹ bạn. Bạn cho cái địa chỉ đi. Bố mày đây gọi thì không dám nghe máy thì chết con mẹ mày đi. Đừng lên dùng Facebook nữa. Mày bảo mày cắt cổ mày cắt đi, mày tặng Ventu mày tặng con mẹ mày đi. Mày bảo thuê mấy trăm triệu tìm người ta tìm đi. Cái đít thằng bố mày tiền tận tiền rồi đã. Bố thằng ngáo đá này. Bây giờ thì xã hội, những anh xã hội đầu gấu tiếp nhau bằng gì, tàn bằng bình đá, bình ngựa, ấu thế không, không vào nói cái việc đấy. Tại vì những cái bọn, người ta, anh chị xã hội, người ta phải tiếp cái đấy thì người ta sẽ tu lại được gì, nhiều tiền. Những cái loại mày ấy, ảo tưởng, chơi xong lên Facebook rồi, ảo tưởng này nọ, xong ba cái đằng tức nơi bố mới dọa cho thì sợ quá để xóa clip. Làm tiếp con mẹ một clip đi, làm clip nhưng mà phải trong clip phải có câu chốt thì địa chỉ này, chỗ này và thời gian này để bố mới sang. Bố mày gặp, phải không bà con? Con chó này đi con mày ăn nói thì lắp ba nó bắp 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 bắp. Đấy, nó nói cái gì thế? Răng gì xấu. Đi mày mày khoe khoang với ai? Khoe khoang với ai? 100 người bình luận ở link nó thì tầm 95 người chửi nó. Vì con người nó chỉ ăn tục, nói phép và đi các tỉnh lừa đảo. Thôi, video mà tôi chỉ nói thế thôi. Đang nói chuyện khác nhưng mà thành cái chuyện này. Đang nói là chuyện tôi bị... chào tạm biệt. Đang nói cái chuyện tôi bị khóa Facebook vì mấy thằng xỉu nhi nó report tôi cái video tôi chửi Trung Quốc vì tôi yêu nước. Thế nhưng mà chính vì trong đầu nó nảy sinh cái ý định là muốn giết con chó nó mình rất lâu rồi. Thì tôi lại nói nó luôn để nhắc cho bà con biết. Cay lắm chứ. Mẹ nó sang nhà mình ăn chơi uống rượu mình. Bạn bè mà quan trọng gì đâu. Đít con mẹ nó lanh quanh cho mình ăn kích của nó. Không có đâu, bố mày còn khôn gấp 10 mày. Mày định bóc phốt á, bóc nữa bóc mái. Bố mày là Dương Minh Tuyền, phá mà con tôi là Dương Minh Tuyền. Tôi có thấy tên đồ họ đâu. Ăn được, nói được và làm được. Nhưng con chó đấy á, nó ăn được, nó lừa đảo được. Nhưng nó đéo làm được, tại vì nó sợ chết. Hốn ạ, bố mày có một vợ ba con thật. Nhưng bố mày chưa bao giờ biết sợ chết. Phá mà con. Vâng, đây. Đấy. Thôi, chào tất cả bà con. Rất cảm ơn bà con đã và đang và chuẩn bị. Quý tôi thì các bà con sẽ tìm hiểu. Ở gần cái giỏ con yêu ấy. Bà con sẽ tìm hiểu. Xem con người tôi nhỉ. Có ăn tục, có nói phép, có chịu bậy. Nhưng cái chốt đại thì không lừa đảo. Không lừa đảo ai. Không giết ai hai. Và biết kiếm miếng cơm manh áo. No cuộc sống gia đình. Thế thôi. Giang cầm đồ à. Tao chờ mày chửi nó lâu lắm. Tao chửi hôm mày nhá. Chào tất cả bà con.